Sàn giao dịch chứng khoán Mỹ đã tràn ngập sắc xanh trong ngày Tổng thống Joe Biden nhậm chức. Chốt phiên giao dịch, cả 3 chỉ số chính đều lập những mức cao kỷ lục mới. Trong đó, chỉ số Nasdaq có mức tăng ấn tượng nhất với gần 2% giá trị, vừa lên ngưỡng 13.457 điểm khi chốt phiên. Lý giải cho đà tăng này, các chuyên gia cho rằng các nhà đầu tư đang hy vọng vào gói cứu trợ trị giá 1,9 nghìn tỷ đô la Mỹ sẽ sớm được thông qua để hỗ trợ phục hồi kinh tế và trợ cấp cho lao động mất việc làm. Tuy nhiên, kế hoạch phòng chống đại dịch của chính quyền mới, trong đó có việc đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng COVID-19, cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng khác định hướng đà tăng của thị trường trong ngày hôm nay. Trên sàn giao dịch hàng hóa, dầu thô tăng giá do những dự báo về nhu cầu nhiên liệu tăng trong thời gian tới và nguồn cung dầu sẽ hạn chế hơn do chính sách môi trường mới của ông Biden. Trong khi đó, vàng cũng tăng hơn 1,5% giá trị, lên mức gần 1.869 đô la Mỹ một ounce khi chốt phiên. Theo tính toán của các chuyên gia, thị trường chứng khoán Mỹ đã tăng khoảng 13% từ thời điểm bầu cử cho đến ngày thứ ba trước khi ông Biden nhậm chức. Trong lịch sử hậu bầu cử, đây là lần thị trường có mức tăng ấn tượng nhất. Tuy nhiên, đối mặt với Tổng thống Biden lúc này cũng là nền kinh tế Mỹ đang có mức độ sụt giảm sâu nhất trong gần một thế kỷ qua. Hoàng Hải, phóng viên Đài truyền hình Việt Nam từ Trung tâm Tài chính New York, Mỹ.